Mặc dù là mình cố gắng cung cấp thực phẩm cũng như là sữa tã nhưng mà bé gấu mỗi lần gặp thì lại gầy hơn một xíu. Có thể là bé lớn hơn nhưng mà cũng có phần là do chưa được chăm sóc cẩn thận. Cậu bé thì rất là hồn nhiên, dễ thương nhưng mà đôi mắt rất là buồn, không biết là tương lai của bé sẽ đi về đâu. Hello. Sáng tắm rửa cho con chưa? Đúng rồi. Trời ơi. Nay mọc đủ răng chưa? Cây. Từ bên trên được mấy cái rồi? Có một Để chưa coi coi. cây. Bên trên có răng không? Dạ có một cây. Đâu 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 đâu. Mới nhú nhú ra thôi phải không? Rồi bữa giờ là em được bao nhiêu ký rồi? Không cân hả? Mày không cân thử xem em có lên cân hay xuống cân không? Không. Hả? Mang cho em chích ngừa con cá. Rồi bữa giờ em ăn uống sao? Bình thường nấu cháo cho em tối ăn ngày ba kỹ. Nè, chú thấy là hình như em bị sởi nhiều lắm nè. Đâu đâu quay cái mặt em lại để chú coi coi. Sao mà sởi nhiều vậy? Mang cho em hả? Nóng cái này không phải là không cần khám gì đâu con, cái này là con vệ sinh sạch sẽ cho em là được rồi. Còn cái chỗ này là nóng với lại kiểu như không được sạch sẽ đó nha. Thì thường có tắm rửa cho em không? Có chứ, tại ở bờ ảnh nằm ở dưới nó hầm đó. Ai tắm rửa cho em? Dạ con. Con tắm được luôn hả? Có tắm không? Có chứ. Tắm sạch sẽ cho em là em sẽ không bị nữa, cái này là bị mẩn ngứa thôi chứ không có gì phải đi khám hết á. Nếu mà ấy thì ra ngoài tiệm thuốc tây á, mua một cái túp thuốc sức thôi chứ không có cần khám gì đó. Con biết là nay là con của con được bao nhiêu tuổi rồi không? Dạ con. Được mấy tháng rồi không? À con ăn được 9 tháng thôi. Gần 9 tháng thôi. Cô nha, cô Lệ nói khoảng 3 ngày là 9 tháng. Tại vì sinh là ngày 30 tháng 8 mà tới nay là ngày 21 tháng 5. Tức là con còn phải gần hơn tuần nữa chứ không phải là 3 ngày. Hơn một tuần nữa là mới được 9 tháng. Đây mọi người. Cười à. Đâu có khóc đâu. Ở nhà Đen có chăm con cẩn thận không gấu? Sao chú thấy con hơi ốm vậy? Mét chú nghe coi. Hả? Hôm nay gấu. Hay là ham chơi quá, hay là mẹ Đen ham chơi quá rồi không có chăm sóc cho con. Đúng không? Không cho con uống sữa đều đặn hả? Không có pha sữa đều đặn cho em đúng không? Với ra là con dành thời gian của con nhiều hơn nó luôn. Con phải là cho em uống theo một cái lịch, ví dụ như bao nhiêu tiếng đó thì con cho uống chứ con không có đợi thì em mới lên cân được. Nè, bây giờ mọi người thấy hấp da của đâu, Đen qua đây. Để mọi người xem nè. Trời ơi càng lớn sao hồi hồi nhỏ trắng tinh rồi mà sao bây giờ nè, mọi người coi đầu gối sao mà đen y chang da. Rồi, đưa cái tay qua đây coi. Rồi xong luôn. Cái da của anh bây giờ đen giống như mẹ luôn nè mọi người. Cái đầu gối tự nhiên nó đen, nó chuyển màu đen luôn nè. Nó hồi nhỏ trắng tinh à. Kỳ ta. Đâu cho chú coi cái bụng có đen không? Không, bụng trắng. Nhưng cái mặt nó cũng ngâm ngâm mà. Đó mọi người xem ha. Kỳ ghê, hồi đẻ nó trắng tươi à, hồng hào lắm bây giờ đen, đen thui. Trời ơi. Rồi bình thường là ở nhà em chơi với ai? Dạ em chơi với mấy đứa nhỏ. Nhưng mà bây giờ là biết đứng chưa? Dạ, đứng biết ngồi rồi. Biết ngồi rồi phải không? Trời ơi, bú tay nè, con có mang sữa theo cho em không? Dạ. Cho em uống miếng sữa đi rồi mình vào siêu thị. Xíu mà vào siêu thị mình đâu có uống được đâu. Cố gắng pha sữa đều đặn cho em uống để cho nó tăng cân nha. Hồi nhỏ mới sanh ra ú nu ú nành à, mẹ nuôi làm sao mà càng ngày càng hao hụt. Ráng ráng cho uống theo cử đều đặn. Ở nhà có sữa bột đó là cố gắng pha, nó cực khổ hơn một xíu nhưng mà em bé nó hấp thụ được nhiều chất hơn nhé. Đó mọi người xem nha. Em bé nó đói rồi nè. Đâu nhàn quay vô mặt rồi em bé cho con coi nè. Thấy không, thấy sữa một cái là khóc liền luôn. Nãy giờ không khóc luôn á. Thấy sữa là mừng nè, thấy không. Sáng giờ cho em ăn uống mấy cử rồi? Dạ có một cử. Trời ơi sáng giờ mà mới có một cử. Cỡ này á chú nói nè, ngủ dậy á, ngủ dậy đúng không, là con cho em uống một cự sữa liền. Xong rồi cho em ngủ thêm một lúc nữa, em dậy á con cho ăn cháo. Đó, ăn cháo tầm được khoảng 2-3 tiếng sau cho cự sữa nữa. Ủa, sao con? Thèm sữa phải không? Đâu, để chú coi nè. Này phải không? Đâu mẹ ấm nè. Ấm cho uống đi. Để thôi có ấm cho uống hay là cho ngồi cho uống? Cho ngồi. Bây giờ là cho uống sữa đó nha mọi người. Bây giờ là cho uống sữa cho no đi đã rồi mình mới vào trong siêu thị đi dạo được nha. Nè con, tự cầm uống đi.
Đó, thấy có bình sữa một cái là đòi liền luôn ấy. Đúng rồi nha. Một bình vậy là có hết luôn không? Dạ có. Sữa kêu ông pha là ông pha tới 180 mới uống đã. Bình thường ở buổi sáng là con một ngày là con sẽ thường là con nấu gì cho em ăn? Sáng thì con cho cháu nấu, phần chiều với lại trưa thì con cho nó ăn các bịch. Bây giờ giờ nè chú sẽ gửi cho cô Liễu 1 triệu ha. Thì mỗi sáng hay là khi nào rảnh con ra con lấy một ít đủ nấu cho bé gấu thôi nha. À, rồi con về con nấu cho em ăn ha. Nấu đều cho em ăn nha. Dạ. Chứ còn cho ăn cháo gói hoài đâu có mập được đâu. Hoặc là chú chỉ cho con nha. Trong trường hợp mà con thấy nấu một lúc mà ấy quá thì con nấu cái nước á. Con nấu cái nước thịt á xong rồi bắt đầu con lấy cháo gói con pha vô. Tức là nó có chất dinh dưỡng thêm. Còn mà con hầm cái gạo nó sợ lâu quá không kịp á thì con hầm trước một cái nồi nước dùng á. Là bỏ thịt băm vô hầm, lấy nước để sẵn đó. Xong mỗi lần mà em đói á là con sẽ hâm cái nước đó lên, con pha với cháo gói. Nó vừa nhanh mà nó vừa có chất dinh dưỡng á. Với lại giờ gấu ăn được cơm, con muốn cho gấu ăn thêm cơm. Dạ. 9 tháng là con chưa có nên cho nhiều ăn nhiều cơm đâu, ăn cho vui thôi. Con ăn cái gì đó. Còn mà con cho ăn nhiều á là cái hệ tiêu hóa của bé không tốt đó. Không được ngủ nghe chưa? Em ngủ rồi cho ngủ có gì đâu. Cho uống sữa đi xong rồi cho siêu thị cho đi dạo mua ít đồ. Kiểu dân này anh dễ chịu mà người ai ẩm cũng cho á. Mà giờ sờ vô thấy có thấy thương không? Hồi xưa là thịt không. Bây giờ loại xương của mình nè. Trời ơi người thì ngứa tùm lum để xíu coi có không? Con cũng bị ngứa. Hai đứa ở dơ không, phải tắm rửa sạch sẽ gọn gàng là sao mà bị được. Cái này là buổi sáng mày dậy là mình tắm rửa cho em đó. Rồi buổi trưa mình lau mình cho em. Nay buổi chiều mình lau mình cái nửa sạch sẽ ha. Nhỏ này á, nó rất là cam chịu, nhìn mặt là biết này. Ví dụ như là bị bắt nạt hay gì nó cũng không có khóc này đúng không? Ở nhà có ai bắt nạt đó không? Mẹ đen bắt nạt con không? Hả? Đi vô. Giờ xuống mua đồ cho gấu ha. Này ở nhà chắc mẹ đen bắt nạt nhiều lắm nè. Mặt cũng cam chịu thấy rõ luôn á. Trời ơi cái trái dưa lưới nó to bằng gấu luôn. Rồi à, khoái rồi khoái. Ê, đòi ăn luôn, đòi ăn luôn không được. Bình thường em có ăn trái cây không? Ừ xíu mua cho gấu một ít trái cây về ăn nha. Thôi. Rồi bây giờ cái việc quan trọng nhất là đi tìm mua sữa mua tả. Ôi đừng có cầm cái trái lên nó chích tay em á. Rồi đợi em đi đi đen. Đi mua cái sữa tả đầu tiên cái đã. Cái gì quan trọng là mua trước. Đen nhìn cái này chắc thèm lắm phải không? Có không? Có không? Có mới nói nha. Có không ăn luôn. Đi đi đợi xuống dưới này mua sữa mua tả cho nó. Okay. Rồi qua này mua sữa bột nè đen. Cái này là mua rồi lâu lâu cho em uống thôi, không có cho uống thường xuyên nha. Hả? Đen chú nói là phải chú ý nè, cái này là em chưa uống được nhiều nha. Lâu lâu đi xa không pha được thì mới uống thôi, ở nhà là phải uống sữa bột nha. Đi qua này mua sữa bột. Chú nói phải chăm chú nghe. Chú nói là bình thường đó là cho uống sữa bột nghe con. Còn này lâu lâu con đói quá thì con uống một bịch cũng được. Nhưng mà ý là thằng này không có cho uống nhiều. Con hiểu không? Chú nói là phải nghe không là đến lúc mà xảy ra hậu quả rồi. Em bé nó bị hỏng cái đường tiêu hóa. Bây giờ là mua cho em bé hai hộp sữa số 2. Nào vậy? Từ 6 tháng 12 tháng. Đây nè con. Lấy hai cái đó đi. Hai hộp. Lúc mà chú dặn á là con phải chăm chú con nghe. Tại vì cái đó là chú nói cái kiến thức để mà ở cho gấu này. Chú thấy là mới có khoảng 2 tuần gặp lại chú thấy ốm nhiều á. Hiểu không? Con phải chăm sóc sao cho nó mập mạp lên chứ. Cũng làm ở nhà không chứ đâu có đi đâu đâu.
Hút ghi đi em, lấy hai bịch tả quặng size M đi. Size M hay CL? Ở nhà size gì con? Của chú cho. Size M đó em. Một cái size M, một cái CL đó. Tại vì con gấu nó cũng không có lớn nhiều đâu. Con xài tiết kiệm nha. Cái bịch của chú giờ con mới xài hết bịch rồi. Còn bịch hai thôi, lấy bịch thôi, bữa sau gặp lại. Rồi chào tiếp. Ok, được. Bịch ha. Rồi sữa thì cho em uống đều đặn ha. Dạ. Không có, không để em đói. Rồi sao mà gặm gì rồi hả? À? Thấy cái gì cũng bỏ. Rồi bây giờ là sữa tả là đủ rồi đúng không? Đi mua cho bé một ít đồ ăn dặm đi. Qua này kiếm cho bé một ít đồ ăn dặm. Dạ. Về nhà có cho con ăn không? Hay là ăn hết? Rồi con, ăn hết con. Nghì quá. Đi đi qua kia con. Mua ít bánh trái cho bé gấu nữa. Bình thường là em ăn này phải không? Dạ. Một lần ăn mấy hũ? Hai hũ. Một lần hai hũ? Nó khoái ăn hai hũ, em mới. Một lần cho một hũ thôi. Lấy cho em bốn lóc đi. Ăn nhiều quá khó tiêu á, một lần ăn một hũ thôi. Để chia cái hũ ra là để cho một lần ăn chứ đâu phải là. Cô Giang nữa, cô Giang cho nó ăn quá trời. Ừ. Bữa giờ có qua cho mấy cô chơi không? Nghe lời mấy cô muốn tốt rồi mấy cô mới khuyên răng con. Chứ đâu có ai đâu mà rảnh rỗi đâu mà nói này nói kia đúng không? Ngủ hả? Để xíu nha. Để xíu về nha. Buồn ngủ hay sao? Hay là đói bụng? Lấy cho con em thêm một lóc này nữa đi. Một lần cho ăn một cái thôi. Cho ăn nhiều quá không tốt. Đi siêu thị rồi mà bây giờ là tình hình là buồn ngủ quá rồi cô bác ơi. Nãy giờ buồn ngủ hả con? Mát quá gì? Đi vô đây máy lạnh khoái phải không? Rồi con lấy đi. Ở nhà để dành cho em ăn nha. Con mua dạng dấu không biết tin. Chứ không phải mẹ ăn đâu nha. Ý là mẹ lâu lâu ăn ké thì được ha. Không ăn hết của em nha. Đâu con coi cái gì em thích ăn nữa con lấy vài hộp đi cho em. Không cái đó không được. Cái đó là trẻ dưới 2 tuổi không ăn được. Coi mấy cái bánh nào mà gặm gặm cho đỡ ngứa răng á. Ờ lấy cho em một cái đó được á. Rồi ok. Được rồi, qua lấy mấy cái bánh gạo cho em gặm đỡ ngứa răng nữa. Con đẩy qua cái hàng bên cạnh á. Ôi trời, bé gấu thôi. Rồi lấy cho em mấy loại 2-3 bịch gì đó đi. 3 bịch đi. Để cắt nhằn từ từ, lấy cắt các loại á con. Các loại em ăn cho nó đa dạng. Bên trên rong biển nè. Rồi ok. Cái đó thì cũng lâu lâu cho em ăn cho đỡ buồn thôi ha. Không có cho ăn nhiều quá nha. Rồi, nhiều đồ rồi, con vui không? Vui không hả? Vậy, chiến đi. Ờ, được rồi. Bọc con này đen. Rồi, lụm mấy trái táo về cắt cho em ăn đi. Nè, gấu ơi. Gấu ơi, đây có táo này gấu. Nè, trái táo nè. Con lấy cho em mấy trái đi. Về cắt gọt ra, gọt vỏ cho em ăn nha. Bỏ vô. Khoái rồi. Bỏ vô đây nha mẹ. Lựa trái nào chín chín á. Bỏ mấy trái xanh ra đi con, lấy trái chín về nè. Đây. Ngồi yên coi. Về bị cây nhỏ nè. Ok. Chạy lại cứ kiếm chỗ cân đi con, biết chỗ cân không? Đâu này nè. Đi đi chạy lại kêu người ta cân cho. Giờ mình kêu bé đen ra ngoài kia để mà canh táo rồi. Trời ơi, bé gấu à. Để mua. Ôi dơ con ơi, trái này chưa rửa. Trời nó khoái ăn kìa. Thấy thương kìa không? Không được, không được, không được. Bỏ xuống. Trời ơi, để sát sát đây mà cái giờ là vươn tới lấy để mà gặm luôn. Đó mọi người xem nè. Té con đó. Nó nhặt trái này nó gặm luôn á. Khoái ăn trái cây lắm. Sửa em lại. Đưa. Mà này dơ quá, chưa rửa, chưa có cho cầm được. Thôi kỳ quá, không cho con cầm hả? Đòi ăn táo quá mọi người. Hồi thấy thương không? Thấy cái táo là bắt đầu cầm lên đòi gặm luôn á. Rồi bình thường ở nhà không có cho em ăn trái cây không? Vậy con cho nó ăn mặn với lại táo thôi. Cái này về nhà gọt vỏ nha. Đâu để đây coi có tự lấy không? Rồi trời. Ôi bằng được chứ. Thôi
dễ không gan con á. Đây cái gì đây, lấy được không? Đó mọi người xem kìa, hớn hở kìa. Sợ. Bậy ơi, dơ. Đây là cạp ăn liền thôi, bóc ra cho con ăn nha. Chú bóc cho con ăn nha. Cho ăn quýt nha. Ê cười táo hay gì chứ không có dao gọt, rồi ăn quýt tạm đi về nhà rồi rồi mẹ cho ăn táo sau ha. Ok. Đó, rồi. Thấy thương không? Ở nhà chắc ít khi được ăn trái cây nên ra ngoài siêu thị sẽ trái cây là mừng lắm. Rồi, rồi cào luôn kìa. Con xẻ ra cho em ăn đi đem. Thế bự quá cắn được không? Không cho luôn. Không cho luôn. Ôm chặt luôn. Thấy thương không? Ở nhà ít khi mà được ăn trái cây phải không? Ăn đi về giục bộ đồ luôn. Về giặt cái giục gì trời? Dơ thì mình giặt. Em giặt tay rồi. Để cho em mặc chứ mắc gì giục. Dơ thì mình giặt. Sáng rồi định bộ đồ kia cho nó mà. Rồi ăn thấy thương không? Ăn được không? Có ra nước không? Có, nó có lủng lỗ rồi, nó cắn lủng lỗ rồi nè. Cho mẹ đi. Không. Tham ăn cho mẹ đi. Cho mẹ nha. Dễ gì, người ta nãy giờ người ta lao động vất vả mới kiếm được á. Cho mẹ đi. Không biết có ngọt không mà thấy ăn nhiệt tình luôn. Ngồi đằng này ngay. Ở nhà con cố gắng con giữ em đó, đừng để em té nha. Cỡ này té mà ấy đầu quá nguy hiểm lắm á. Rồi bữa giờ có hẹn hò ăn nào nữa không? Hả? Gọi đó. Mới gọi. Lần sau á là mình có làm gì làm đó là việc riêng tư của con, nhưng mà cái việc quan trọng là phải chăm sóc cho bé gấu tốt. Nghe con. Đi chơi, cho con đi chơi. Chậm gọi hả? Hai bồ gọi. Đây mọi người, gấu này là được khoảng 1 tuần, đó là đúng 9 tháng luôn á. Là khoảng là 3 tháng này là đầy tháng, đầy tuổi rồi. Đầy tuổi là con cũng gần 18 rồi, là có thể làm giấy tờ cho bé rồi đó. Nay mình bé thì cao hơn trước rất là nhiều, nhưng mà ẩm thấy nhẹ, với là kiểu như là xương nhiều mọi người. Sờ thấy xương nhiều. Có cái đợt ảnh mới sanh ra u nụ nền thấy cưng lắm. Sao chăm sóc cho con u nụ cho dễ thương coi. Cho uống sữa đầy đủ là được rồi. Uống sữa đầy đủ, ăn uống nữa. Hằng ngày dễ mà. Cái gì nó cũng đòi, nó đòi ăn. Rồi, con thấy không? Thấy ai trong đấy không? Hả? À, con thấy ai không? Thì đồ ăn nữa. Y chang mẹ. Và tâm thần trên tâm hồn ăn uống. nhầm ý là bây giờ đang nhìn thấy mẹ ăn bên kia mọi người là đòi cho miếng coi, nhỏ thôi, trời ơi xé ra một miếng nhỏ xíu rồi ăn lấy hương lấy hoa thôi, nhỏ xíu rồi đúng rồi cỡ đó rồi à, há miệng ạ. Ờ, nhỏ này cũng ham ăn lắm ha, y ăn mẹ. À, cho em ăn đi trời, tội nghiệp. Nhai, không được muốn chậu nhai cho mẹ. Ăn no, bây giờ bắt đầu uống ha. Trời ơi, mày thường bắt đầu uống nước vậy đó hả? Mày thường phải cho uống cái bình mà giống uống sữa chứ hả? Rồi chuẩn bị ra tiếng tìm về nè. Trời giấc cũng sắp buồn ngủ tới nơi rồi đó. Nay thì bé cũng lớn hơn rồi, cũng biết nhiều thứ hơn rồi mọi người. Nhưng mà hy vọng là sắp tới là Đen sẽ chăm sóc cho em bập bập lên tí ha. Người ta làm gì vậy hả? Nay thì đoán là tầm được khoảng 8kg hoặc là 8,5kg gì đó. Còn đó thôi. Ai vậy? Ai vậy? Bây giờ thì đã mua xong cho gấu rồi nha mọi người. Cũng gần 2 triệu á. À, gần như là đầy đủ các cái thực phẩm, sữa tã, sữa tươi, sữa hộp, váng sữa, bánh kẹo. Nói chung là đủ cho gấu sử dụng trong vòng khoảng 1 tháng đó. Rồi, em xuống bê lấy cái này. Cố gắng là chăm sóc cho con cẩn thận nghe không? Dạ.
Ừ. Bây giờ là xuống dưới xe để mà chờ lấy thêm một ít quần áo cho gấu nè mọi người. Rồi con đợi đây. Con lấy cái khăn giấy ướt lau lau cho em đi. Giờ có cái bị khăn giấy ướt nó đi đâu á bỏ trong cặp á, xong rồi em bây giờ lau cho em sạch sẽ, lau cái miệng rồi nước dãi chảy không. Ừ, hôm nay là vậy là phải nói sao? Nói đàng hoàng, con đứng nghiêm túc con nhìn vô đây nè. Con cảm ơn chú Chiến với lại các cô các chú rất là nhiều. Cảm ơn khán giả trên kênh của mình ha. Kênh Quốc Chiến đã theo dõi cũng như là luôn luôn là yêu thương bé gấu. Hiểu không? Mình phải cố gắng mình chăm sóc cho con của mình sao cho nó mập mạp dễ thương mới là không có phụ lòng cô chú nha. Dạ. Nói chung là mình cũng chỉ có mua thực phẩm và những cái vật dụng cần thiết cho bé gấu, tại vì bây giờ bé còn khá là nhỏ nên là coi như là hỗ trợ bé cứ một tháng thì mình ghé qua một hai lần gì đó để mà thăm xem tình hình thế nào ha. Ê, con thấy gấu phải nè. Gì đây? Chờ gấu con gấu này nha. Để tối ôm ngủ nha. Vậy là mẹ đen không có được dành của gấu nha. Cái này của quà của gấu nha. Rồi con ôm đi. Rồi bạn gấu của con đó ha. Rồi ơi thấy cưng không kìa. Ở trong này chú có chuẩn bị một số đồ nha. Đồ này đồ mới nha. Nhưng mà kiểu như là đồ này là đồ đại trà đó, người ta làm trong xưởng á, chứ không phải là đồ xịn. Nhưng mà thôi kệ, có cho em mặc được rồi ha. Rồi trong này có một ít bánh kẹo về cho mấy đứa nhỏ ở nhà nha. Dạ. Ok. Ba lô này về coi có bé nào đi học có cho bé luôn nha. Rồi vậy là xong xuôi con, ngày hôm nay là đi là coi như là đầy đủ cho em bé trong tháng này đó. Cố gắng chăm sóc em bé nha. Đi về hả? Dạ. Có gấu rồi đi về đúng không? Rồi bye bye chú đi rồi về nào. Bye bye. Bây giờ thì chắc là mình cũng bắt xe cho hai mẹ con chuẩn bị về ha. Buổi trưa rồi nghỉ ngơi với lại để cho bé đen làm cái công việc là đưa rước mấy em nhỏ đi học cũng như là đưa rước mấy anh chị đi làm. Mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái chương trình của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chăm em cẩn thận nghe không? Tranh thủ cho em uống sữa đi. Chú đi trước luôn hả? Dạ. Chú chở rồi, đưa tiền rồi. Để đi em.